Rồi xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh phụ tùng xe Cấp nha. À, ở đây mình đang có một cục máy 70 nha anh em. Đây. Một cục máy 70 zin. À, cái này xe đã sử dụng ở Việt Nam. Đã sử dụng nha. Đây là một cục máy xe đang sử dụng nguyên zin. Xe này cục máy này là của khách. Người ta đổi với cái cục máy zin của mình các bạn. Thì còn dư là cục máy này à, cái này là bình xăng mới nè bình xăng mới không phải bình xăng zin nha rồi thứ nhất là một là bình xăng mới nè cái thứ hai là cái cục đề này cũng cục đề mới nè đó còn hai máy móc ở trong là xin hết các bạn đấy đó ron rồi đấy nắp đầu những cái ron dinh theo xe là nó vẫn còn các bạn à, chưa có làm nha đấy bên này mở nắp nồi này ra rồi nè sẽ là khả năng là khách thay cái thay cái nồi rồi nè đó. đó khả năng là một là thay nồi nè cái thứ hai là cái đầu là còn nguyên zin nè hơi là còn nguyên zin hết nè thay cục đè nè bình xăng con nè lô nè cục máy hiện tại đang chạy rất ngon các bạn chạy rất ngon và rất êm đó. À, dành cho anh em nào um, có nhu cầu uh, lên cục máy 70 mà ngon là cục này đẹp nha các bạn cục này mình vừa mới tháo ra mình chưa có vệ sinh nên mình sẽ vệ sinh đẹp mình sẽ lên thêm một lần nữa cho anh em coi nha thì hiện tại anh em nào có nhu cầu lấy cục này thì liên hệ với mình giá rất là ok nha các bạn giá rất ok luôn thay vì các bạn mua cục cục máy mới là mười mấy triệu thì cục này nó vài triệu thôi rất là rẻ nha các bạn rồi sau hai ngày mà không có anh em nào lấy cục này thì mình sẽ rá ra bắn đồ món anh em có nhu cầu cái gì là cần mình nha nắp lửa bộ lửa bộ số rồi à, dây rồi cục hơi 70 bình xăng con lốc giữa hả lốc nồi Đấy, mình sẽ vệ sinh đẹp hết mình với, mình sẽ vệ sinh đẹp trước khi về về tay các bạn hả anh em nào anh em nào muốn mua nguyên cục hoặc là mua lẻ thì anh em cứ alo trực tiếp số điện thoại cho màn hình giúp mình nha cảm ơn tất cả các bạn